Hello, xin chào khán giả của Đài Sài Gòn TV 55.3, tôi là bác sĩ Trần Hoàng Lâm. Rất cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ hôm nay theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống. Hôm nay tôi rất hân hạnh có giới thiệu được một anh bác sĩ, Anthony Trần Bá Thành, chắc cũng rất là quen thuộc, chuyên khoa về giải phẫu thẩm mỹ ở Arlington. Xin chào anh. Yeah, xin chào bác sĩ Trần Hoàng Lâm và xin chào quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn TV 55.3. Anh làm việc ở Arlington cũng khá lâu rồi chứ phải không? Vâng, vâng, tôi đã làm ở Arlington được trên 25 năm nay rồi. Tôi cũng nhớ anh Thành hồi xưa, anh cũng là cựu chủ tịch của hội y nha dược từ khoảng chừng đầu 90 là tuổi 80 chứ hả? Dạ, vâng, đầu 90, dạ, khoảng cái gì đó. Cũng khá lâu rồi. Dạ. Cũng rất cảm ơn anh đã lên chương trình hôm nay. Thì chương trình mình lâu lắm mà không có nói về mấy cái thẩm mỹ với mấy cái construction. Mà cái chuyện thẩm mỹ thì ngoài cái chuyện đó anh còn làm cái chuyện khác nữa không? Tức là Mỹ nó kêu là reconstructive, tức là sửa chữa mấy cái bằng giải phẫu thẩm mỹ và chỉnh hình. Từ ngoài vấn đề thẩm mỹ da làm cho đẹp thì chúng tôi cũng còn làm về vấn đề chỉnh hình, mà trong cái vấn đề làm chỉnh hình cũng phải làm cho nó đẹp, đúng. Và hai cái đó cũng đi chung với nhau, và ngoài ra còn về giải phẫu về bàn tay và tất cả những tai nạn nghề nghiệp về tay, chẳng hạn như đứt gân tay hoặc là đứt dây thần kinh ở tay, đứt mạch máu tay này nọ, thì cái là nhiều khi ví dụ tay hay là tay có nhiều khi bị cháy, đúng, burn, bị cháy, bị bỏng và thẹo này nọ. Thì sau tôi cũng sẽ, nếu có được, tôi sẽ trình bày qua của về thẩm mỹ và chỉnh hình. Còn luôn cả có mấy cái mấy đứa trẻ mà bị nứt nôi vỡ môi, anh cũng làm cái chuyện đó phải không? Vâng, tất cả những đứa bé mà bị cái bằng sứt môi và hàm ếch này nọ chẳng hạn, thì chúng tôi cũng làm về cái này, và nhất là về những nước như Việt Nam, Philippines hay là mấy nước Nam Mỹ. Nước sau đó, okay. Thì hay có những cái vấn đề này hơn là ở nước Mỹ này. Đứa trẻ này thì nó chỉ nứt một bên thôi phải không? Vâng, cái này chỉ nứt một bên thôi. Còn một đứa hình như nứt hai bên luôn. Vâng, nứt hai bên thì cũng sẽ làm lại như vậy, như thế này. Trước khi mình vô cái chương trình mà làm một cái procedure hôm nay, mình sẽ nói về có thể là căng da bụng hay là hút mỡ bụng này kia, thì có nhiều người rất là có mấy câu hỏi đó. Thì làm sao anh cái người bệnh nhân, làm sao cái người bệnh nhân nào là cái người bệnh nhân mình nên làm, cái người bệnh nhân mà không có thể không phải khuyên họ là phải làm cái gì trước? Thường thường á, thì nếu mà những người bệnh nhân mà đến về mà căng da bụng thì có rất nhiều những trường hợp, ví dụ như những nào mà trẻ, tuổi còn trẻ mà chưa bao giờ có thai, thì chúng tôi khuyên nên làm hút mỡ bụng. Tất nhiên là nếu mà làm cũng được, nhưng mà nếu mà về sau họ có thai thì họ sẽ giãn ra lại. Và thường thường chỉ để cho những người nào mà không nghĩ đến cái chuyện mà có con nữa, thì mình nên cắt da bụng và mình cột những cái bắp thịt của cái thành bụng lại, làm như là chưa bao giờ mà đã sinh nở một cái gì hết. Chứ còn những người trẻ tuổi hơn thì chỉ nên hút mỡ bụng hoặc là dùng cái máy mà chúng tôi có trong văn phòng, như máy CoolScope. Tức là hút cái da vô một cái máy chất đông lạnh đấy. Đông lạnh, để mà tiêu diệt cái mỡ đó đi, nó không cần giải phẫu hoặc cũng không cần gây mê. Chút xíu để mình nói thêm cái chi tiết của cái vấn đề đó. Rồi thường thường á, cái người bệnh nhân mà đa số họ muốn đi sửa chữa làm sắc đẹp là nhiều á, có thể họ có thể bệnh, hay là cái người họ cái tâm lý họ có cái chuyện gì, cái đó là tôi nghĩ là rất là quan trọng. Cái điều đó rất là quan trọng, tại vì nhất mình không có muốn thuyết phục người ta làm cái điều gì mà họ không muốn làm, tại vì làm như vậy thế, nếu mà sự việc mà xảy ra mà không được theo ý muốn thì họ cũng không được bằng lòng. Và ngay cả những người mà họ đến, họ nói rằng là họ muốn sửa cái này, sửa cái nọ, mà khi mình hỏi ra là họ muốn sửa cho chồng họ, họ muốn sửa cho người bạn trai của họ. Thế nhưng mà đến khi mà họ không có giữ được người bạn trai đó và không giữ người chồng đó, thì họ cũng là bảo, tại tôi vẫn còn xấu, tại tôi vẫn không có được hoàn toàn. Thành ra mình phải là mình làm thì nên làm cho chính mình hơn là làm cho người khác. Mình nghe cái điều đó là quan trọng thôi, tôi muốn nêu lên là như vậy đó, là sự thật cái người bệnh nhân đó là cái tâm lý họ không phải là bình thường này kia đâu, chứ không có là họ có bệnh gì rồi. Cái họ nghĩ là thôi chắc là tôi đi sửa cái này sửa kia để ông xã tôi sẽ yêu tôi hơn, sẽ ở lại với tôi hơn. Thì cái chuyện đó thì nó cũng không có đúng, không có workout. Do nhiều khi mình làm cái ngành này cũng như mình là một nhà tâm lý học, mà mình cầm được con dao. Thay vì những người tâm lý học mà họ chỉ nói chuyện không, trong này mình vừa tâm lý học mà mình vừa cầm dao để mà mình mổ xẻ. Do mình phải nhất là hơi nguy hiểm. Còn bây giờ như tôi là một người bệnh nhân, thì ví dụ tôi lên thì làm sao tôi lựa chọn một cái người chuyên khoa về mổ xẻ cho nó
an toàn mà làm tốt, hay là tùy mình đi cái website hay là mình trong cái hội những người giải phẫu thẩm mỹ của chúng tôi, thì cái hội mà có lâu đời nhất và có nhiều cái sự training để mà làm cái nghề này là hiệp hội là American Society of Plastic Surgeons. Thì nếu mà sau khi mà mình học xong bao nhiêu năm trời về giải phẫu toàn khoa, rồi sau đó mình lại phải đi thêm mấy năm nữa về giải phẫu thẩm mỹ và chỉnh hình, rồi sau đó mình phải qua những cái quá trình để mà thi cử. Đúng. Để mà không những thi viết không thôi mà còn mình phải thi nói khẩu nghiệm làm. Dạ, như nói đấy thì mình mang ra những cái ca mình đã làm và một hội đồng đó họ sẽ giám khảo mình, họ sẽ hỏi những cái câu hỏi tại sao mình làm như thế này, tại sao mình không làm như thế này. Đúng. Và nếu mà mình bị trường hợp này mình phải làm sao, mình bị trường hợp kia mình phải làm sao, thì mình phải sau khi mà mình nói được tất cả và mình và trình bày những điều đó và mình đã bảo vệ được cái luận án của mình. Thì sau khi mình thi đậu cái đó thì mình trở thành board certified plastic surgeon. Mà nếu mình được như vậy đó thì những người đó sẽ có kinh nghiệm hơn và làm một cách bảo đảm hơn. Không hẳn là hoàn toàn bảo đảm hơn nhưng mà đúng bảo đảm hơn tất cả những người mà không có cái chương trình đó, không có thì đúng là nói là tóm lại là cái người bệnh nhân phải lựa một người chuyên khoa về thẩm mỹ như anh là đã học 4 năm ở Mỹ khoa rồi xong anh học thêm 4 năm tới 5 năm giải phẩu tổng quát thường rồi mới đi vô chuyên khoa thẩm mỹ nữa, là từ thêm 2-3 năm nữa rồi xong nhiều khi phải đi thêm thì đại khái nói tóm ra là sau 4 năm y khoa đó là cái người bác sĩ này họ học thêm được gần 10 năm nữa. Cái ngành giải phẫu thẩm mỹ mà chính thành nếu mà học đúng á thì là một trong những ngành mà học lâu dài nhất. Đúng rồi. Thành ra nhiều khi họ đi mấy cái nước ngoài họ làm thì mình cũng ok, mình không biết họ bên kia họ. Đúng. Thay vì những người mà học cái bằng học lõm hay là học cuối tuần này nọ. Đúng rồi. Thì nó có nhiều cái sự nguy hiểm hơn. Có một số người đi về Nam Mỹ đi mấy nước như Việt Nam mình đi rồi họ làm họ có thể họ qua đây mình nghĩ là họ có bị trục trặc cái gì đó thì là anh cũng phải thì họ gặp cái trường hợp nhiều lắm. Tôi gặp rất nhiều cái trường hợp đó, không những người Việt Nam mà về Việt Nam giải phẫu không thôi mà ngay cả tôi có nhiều người Mỹ và người Mỹ đi về các nước Nam Mỹ hoặc là về Mexico để mà mổ giải phẫu cho sau đó họ trở lại tôi. Rồi bữa nay mình nói về cái chương trình là bây giờ mình căng da bụng hay là cắt da bụng đi. Tức là Mỹ nói là abdominoplasty, là nói tóm là thâm mi thắt, mình nghe cái tiếng nó rất là thông dụng. Thì bây giờ anh định nghĩa cái đó là hồi nãy nói là bệnh nhân nào nên làm. Tức là nếu mà có con rồi có bầu mấy lần rồi cái da bụng nó bị xệ làm sao trẻ. Thì mình coi cái hình đó anh cứ giải thích ha. Vâng, cái ca này thật ra tôi có nhiều cái ca còn tệ hơn ca này nữa, bị nặng nề hơn nữa. Mà những người này thí dụ như họ bị cái bụng lồi ra tại vì hai cái bắp thịt ở ngay cái chỗ cái thành bụng sau khi mà có con nhiều lần hoặc là họ có cân quá nặng sau đó họ xuống cân lại thì cái da bụng nó bị nhão ra và cái thành bụng nó không có chặt nữa. Như cái này thấy đây là cái lỗ rún nó cũng hơi lồi ra một tí, không thì nó bị phùng ra như vậy. Thì không những mà mình cắt cái da dư này khô làm cho nó thẳng lại mà mình phải còn cột cái thành bụng lại, thì cái cột cái thành bụng đó nó là vấn đề chỉnh hình nữa. Không những mà cái vấn đề mà vừa thẩm mỹ mà còn vừa chỉnh hình nữa, tại vì sau những người mà sau khi mà cột cái thành bụng chặt lại thì họ cảm thấy là người nó khỏe hơn nhiều. Mà ví dụ như họ họ thấy trong người họ nó có cái sức mạnh hơn, nó có more support. Rồi sau đó thì mình kéo tất cả những da dư xuống và mình cắt cái da dư đi để mà cho có thành bụng hoặc là thẳng. Ok, đây còn một cái hình nữa, nếu mà cái hình này thì coi cái chiều ngang cái này thấy còn khi chiều ngang này khi mà người bệnh nhân cúi xuống thì tại vì không có cái sự support nào của cái bắp thịt này, thành ra tất cả nào nó chảy ra hết, thành ra là bao nhiêu người cũng có bị lồi ra. Mà chắc chắn những người mà bị sa sụt như là hernia chẳng hạn thì họ cũng có thể bị như vậy mà mình nặng hơn. Thì sau đó mình vào mình cột những cái bắp thịt này lại cho cái thành bụng nó được chắc hơn, rồi sau đó mình cắt bỏ cho họ nghiêng xuống, tất cả đều giữ lại bên trong.
Nhưng mà lúc anh cắt thì là chỉ cắt thấp, rất là thấp ở dưới phải không? Dạ dạ, nếu cắt thấp bên dưới, cái hình này là không phải cái hình của tôi mà cái đúng hình của để nói về cái thẹo. Thì cái này nó phải thấp xuống một tí thì cái đường thẹo nó cắt ngang như vậy, nhưng mà khi mà mình mặc quần lót hoặc là mặc áo tắm thì nó đều bị che lại, mình không thấy được cái điều đó. Và cái thẹo này thì thường thường cũng là cái thẹo này còn mới thì nó vẫn còn đỏ. Nhưng mà giới về sau với thời gian thì tùy người, nhưng mà thường thường khoảng cái chừng một năm trở đi thì cái thẹo nó mờ đi. Thì thường thường nếu mà cái người bệnh nhân làm như vậy thì họ phải mất bao nhiêu thời giờ là không có khiêng được đồ, hay là không có làm được cái gì nè? 6 tuần, 8 tuần là mấy đúng, tháng? Ví nhất là 6 tuần như anh Lâm nói. Dạ, tại vì cũng y hệt như là khi mà mình điều trị hoặc là mình giải phẫu cho cái bệnh mà bị xa ruột hơi nha, thì mình cũng phải nghỉ ngơi khoảng cái chừng 6 tuần mà không có được cầm đồ nặng hay khiêng đồ nặng. Nhưng mà trong vòng khoảng một tuần là mình có phải làm việc như thường. Một tuần mình vẫn làm việc như thường, nhưng mà cái bảo là khuân vác nặng thì mới là 6 tuần. Chứ còn một tuần có thể đi làm lại được. Bây giờ chúng tôi xin tạm ngừng lại cho phần 1 chút xíu, trở lại phần 2 để cho có một chút xíu thông tin thương mại. Xin mời quý vị giữ lại màn ảnh chút xíu, chúng tôi trở lại nói thêm về cái abdominoplasty cắt da bụng, kỳ chút xíu nói về hút mở bụng nữa. Ok, xin cảm ơn.